À, xin kính chào bà con mình bà con yêu cải lương tôi rất hân hạnh khi mà có mặt trong cái chương trình hôm nay à, của bông lúa vàng tôi trước đây cũng có tham gia một vài lần nhưng mà lần này thì tôi rất là phấn khởi là vì nghe nhà tổ chức nói rằng chúng ta có nhiều cái đổi mới và tôi muốn thưa với lại quý vị rằng hãy khuyến khích con em của mình các bạn hãy tới chúng tôi sẽ lắng nghe và chúng tôi sẽ góp ý để làm thế nào chúng ta có những ngôi sao cải lương mới và đó là điều rất thích hợp với lại nghệ thuật sân khấu cây lương truyền thống vừa truyền thống nhưng vừa rất hiện đại chúng ta thường nghe ông bà nói là cải cách hát ca theo tiến bộ lương truyền tuồng tích sánh văn minh cho nên hạnh phúc nhất ở trong đời là bạn có mặt ở trong một cái loại hình nghệ thuật của sân khấu dân tộc bởi vì đó là điều đẹp nhất của một đời người là vì tất cả những cái bài hát của bạn hát đều là những cái tiếng nói hay những cái tiếng nói đẹp để giúp cho cái cuộc sống này người ta hiểu nhau hơn thương nhau hơn giúp đỡ nhau hơn và đặc biệt là chúng ta sống tốt đẹp với nhau hơn xin hãy tới chúng tôi đợi các bạn bông lúa vàng